Phật tử, dược vương vô thượng như lai, ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế, hay làm tất cả lợi ích. Nếu có chúng sinh nào thấy được sắc thân như lai, thì mắt được thanh tịnh. Nếu ai nghe được danh hiệu như lai, thì tai được thanh tịnh. Nếu ai ngửi được hương giới như lai, thì mũi được thanh tịnh. Nếu ai nếm được pháp vị như lai, thì lưỡi được thanh tịnh. Đủ tướng lưỡi rộng dài hiểu lời lẽ của pháp nếu ai xúc chạm được quang minh như lai thì thân được thanh tịnh rốt ráo đắc được pháp thân vô thượng nếu ai nghĩ nhớ đến như lai thì đắc được niệm phật tam muội thanh tịnh nếu có chúng sinh cúng dường như lai đi qua chỗ đất đai và tháp miếu cũng đủ căn lành diệt trừ tất cả các hoạn phiền não được an vui của hiền thánh phật tử nay tôi bảo các vị nếu có chúng sinh thấy nghe về đức phật dù nghiệp chướng ràng buộc che lấp, chẳng sinh tin ưa, cũng trồng căn lành không đuống qua cho đến rốt giáo sẽ vào niết bàn. Phật tử Đại Bồ Tát nên biết ở chỗ như lai như vậy, thấy nghe gần gũi gieo trồng căn lành, đều lìa khỏi tất cả các pháp bất thiện đầy đủ pháp lành. Phật tử Như Lai dùng tất cả ví dụ nói các thứ việc, không có ví dụ nói được pháp này. Tại sao? Vì tâm trí tuyệt lộ không thể nghĩ bàn, chư Phật Bồ Tát chỉ tùy tâm chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ, vì họ nói ví dụ chẳng phải rốt ráo phật tử pháp môn này tên là nơi bí mật của như lai tên là tất cả thế gian không thể biết được tên là vào ấn như lai tên là môn khai đại trí tên là thị hiện giống tánh như lai tên là thành tựu tất cả bồ tát tên là tất cả thế gian không thể hoại được tên là một hướng tùy thuận cảnh giới như lai tên là tịnh tất cả các cõi chúng sinh Tên là diễn nói pháp căn bổn thật tánh Như Lai rốt giáo không nghĩ bàn. Phật tử pháp môn này Như Lai chẳng vì chúng sinh khác nói, chỉ vì Bồ Tát hướng đại thừa mà nói, chỉ vì Bồ Tát thừa không nghĩ bàn mà nói, pháp môn này chẳng vào tay của tất cả chúng sinh khác, chỉ trừ đại Bồ Tát phật tử ví như chuyển luân thánh vương có bảy báu nhờ có bảy báu đó mà hiển bày luân vương báu đó chẳng vào tay chúng sinh khác chỉ trừ thái tử do đệ nhất phu nhân sinh ra thành tựu đầy đủ tướng thánh vương nếu luân vương không có thái tử đủ các đức khi vua mạng chung thì các báu đó trong bảy ngày đều diệt mất phật tử kinh chân báu này cũng lại như thế chẳng vào tay tất cả chúng sinh khác chỉ trừ pháp vương chân tử của như lai sinh vào nhà như lai có tướng như lai đủ các căn lành phật tử nếu không có những chân tử của phật thì pháp môn như vậy chẳng bao lâu sẽ diệt mất tại sao vì tất cả hàng nhị thừa chẳng nghe kinh này hà huống là thọ trì đọc tụng biên chép phân biệt giải nói chỉ có các đại bồ tát mới được như vậy